Cô chào tất cả các em. Bài học trước các em đã biết âm phát ra càng cao hay còn gọi là càng bổng khi tần số dao động càng lớn. Âm phát ra càng thấp hay còn gọi là càng trầm khi tần số dao động nhỏ. Điều này khẳng định rằng độ cao của âm phụ thuộc vào tần số. Trước khi vào bài học mới, mời các em quan sát một đoạn video sau. Sau khi xem xong đoạn video này, các em thấy là dao động của chất lỏng đặt ở trên màng loa nó thay đổi theo mức độ to nhỏ của âm thanh phát ra từ cái loa. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao như vậy. Vào bài độ to của âm, ta đi tìm hiểu phần 1 lớn, âm to, âm nhỏ, biên độ dao động. Để hiểu thế nào gọi là biên độ dao động thì các em cùng theo dõi chuyển động của một con lắc. Vừa xong, các em quan sát chuyển động của con lắc xung quanh vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng ở đây chính là vị trí điểm A. Nghĩa là con lắc đang đứng yên nhé. Cái vị trí này chính là vị trí cân bằng con lắc. Khi kéo lệch con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một gấc nào đó, thì chúng ta thả tay ra thì con lắc này sẽ gì? Chuyển động xung quanh vị trí cân bằng. Và cô đánh dấu trên hình vẽ này, cái độ lệch lớn nhất của con lắc so với vị trí cân bằng chính là đoạn AC trên hình vẽ này. Nha, bởi vì đoạn AC lớn hơn đoạn AB. Đó. Vậy khi đoạn AC này chính là độ lệch lớn nhất khi cô kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng. Và đoạn AC này người ta gọi đó là biên độ dao động của con lắc. Tương tự với một ví dụ khác. Cô lấy một đoạn dây đàn hồi, cô kéo căng ra như thế này này. Lúc này dây đang đứng yên. Vị trí này chính là vị trí cân bằng của dây đàn hồi. Sau đó cô kéo nó ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn lớn nhất là H chẳng hạn. Vậy đoạn H này cô gọi đây chính là biên độ dao động. Vậy thì biên độ dao động là gì? Biên độ dao động nó là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó. Nhớ cho các em, nhớ nhá. Vậy thì chúng ta hiểu cho cô là biên độ dao động chính là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó. Rồi, sau đây cô và các em cùng tìm hiểu một thí nghiệm. Thí nghiệm 1. Cố định một đầu thước thép đàn hồi có chiều dài khoảng 20cm trên mặt hộp gỗ. Khi đó, thước thép đứng yên tại vị trí cân bằng. Nâng đầu tự do của thước lệch khỏi vị trí cân bằng rồi thả tay cho thước dao động trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đầu thước lệch nhiều. Đây, các em quan sát nó lệch nhiều so với vị trí cân bằng. Và trường hợp thứ hai, đầu thước lệch ít so với vị trí cân bằng. Các em hãy quan sát dao động của đầu thước, lắng nghe âm phát ra rồi điền vào bảng kết quả sau. Các em nhìn kỹ cái bảng kết quả thí nghiệm này nhé. Ta sẽ trả lời cho cô khi mà cô nâng đầu thước lệch nhiều thì đầu thước dao động mạnh hay yếu, âm phát ra to hay nhỏ. Và khi cô nâng đầu thước lệch ít thì đầu thước dao động mạnh, yếu, âm phát ra to nhỏ như thế nào? Em hiểu rõ hơn thì các em cùng quan sát trên hình vẽ này của cô nhé. Cái vị trí này, cái vị trí mà khi thước thép đang đứng yên ở vị trí ban đầu ấy, là người ta gọi đây chính là vị trí cân bằng. Sau đó cô nâng cái đầu thước này lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn nha, một đoạn như thế này, được chưa? Vậy cái đoạn này chính là biên độ dao động, vừa xong cô đã hướng dẫn ở phần trên rồi, được chưa? Vậy trường hợp thứ hai là cô nâng đầu ít lệch ít thì cái đoạn này chính là biên độ dao động này. Và các em cùng theo dõi cô làm thí nghiệm này. Bằng quan sát và lắng tai nghe, các em thấy là khi mà cô nâng đầu thước lệch nhiều thì đầu thước dao động sẽ như thế nào? Nó sẽ dao động gì? Mạnh. Và các em lắng nghe thấy âm phát ra sẽ to. Còn khi cô nâng đầu thước lệch ít như thế này, được chưa? Thì các em sẽ quan sát thấy đầu thước của chúng ta sẽ dao động rất là yếu và âm sẽ phát ra nhỏ. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại hai trường hợp của thí nghiệm 1. Khi chúng ta làm thí nghiệm, chúng ta đã biết rằng độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó thì người ta gọi là biên độ dao động. Được chưa?
À, vậy thì từ đây chúng ta có thể dễ dàng đưa ra được một nhận xét qua thí nghiệm như sau. Khi đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều thì biên độ dao động càng lớn, và lúc này chúng ta sẽ nghe thấy âm phát ra to. Ngược lại, nếu như đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng ít thì lúc này biên độ dao động của chúng ta cũng càng gì? Nhỏ, và âm phát ra càng nhỏ luôn, được chưa? Đây chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một thí nghiệm tiếp theo, đó là thí nghiệm 2. Treo một quả cầu bấc sao cho khi dây treo thẳng đứng thì quả cầu vừa chạm sát vào giữa mặt trống. Các em nhìn được trên hình ảnh này, đây là quả cầu bấc đang treo trên sợi dây theo phương thẳng đứng. Và chúng ta đặt làm sao cho quả cầu bấc là vừa chạm sát vào mặt trống. Sau đó, các em sẽ lắng nghe tiếng trống nhé và quan sát dao động của quả cầu trong hai trường hợp. Cô gõ nhẹ và gõ mạnh. À, ở đây cô tay cô đang cầm một cái dùi trống này. Cô sẽ gõ vào mặt trống ở phía bên kia nhé. À, bên này là treo quả cầu bấc, còn bên này chúng ta sẽ gõ này nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Đầu tiên ta gõ nhẹ vào mặt trống. Sau đó ta gõ mạnh vào mặt trống. Vừa xong, các em đã quan sát thí nghiệm của cô trong hai trường hợp. Trường hợp gõ mạnh và gõ nhẹ. Vậy khi mà cô gõ mạnh vào mặt trống thì chúng ta sẽ quan sát thấy quả cầu bấc này sẽ lệch ra khỏi vị trí cân bằng như thế nào? Nhiều, đúng chưa? Quả cầu bấc này sẽ lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều. Điều này chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống của chúng ta sẽ gì? Sẽ lớn nhá. Và em nghe thấy tiếng trống như thế nào? Tiếng trống phát ra to. Còn trường hợp thứ hai, khi cô gõ nhẹ vào mặt trống thì quả cầu bấc này của chúng ta sẽ lệch gì? Lệch ít so với vị trí cân bằng. Và điều này chứng tỏ là biên độ dao động của mặt trống sẽ nhỏ. Nhỏ nhá. Trường hợp ít thì biên độ dao động sẽ nhỏ. Và tiếng trống chúng ta nghe thấy cũng nhỏ nha. Đó chính là cái phần nhận xét sau khi chúng ta làm thí nghiệm xong. Qua hai thí nghiệm thì chúng ta rút ra được một kết luận chung như sau. Âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn. Và ngược lại, âm phát ra càng nhỏ khi biên độ dao động của nguồn âm càng nhỏ. Trong bài học tuần trước chúng ta đã học về độ cao của âm. Và hôm nay trong tiết học này chúng ta học về độ to của âm. Cả hai bài này chúng ta thấy đều liên quan đến kiến thức về vật dao động. Về độ cao của âm thì vật dao động nhanh thì tần số dao động lớn, âm phát ra cao. Còn khi vật dao động chậm, tần số dao động nhỏ, âm phát ra thấp. Vậy độ cao của âm nó phụ thuộc vào tần số. Còn trong bài học này thì chúng ta biết là vật dao động mạnh thì biên độ dao động sẽ lớn và âm phát ra sẽ to. Còn khi vật dao động yếu thì biên độ dao động nhỏ, âm phát ra nhỏ. Độ to của âm nó phụ thuộc vào biên độ dao động. Và đây cũng là toàn bộ những kiến thức mà cô đã trình bày trong hai bài, các em cần phân biệt rõ cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu phần tiếp theo của bài học này, phần 2 lớn, độ to của một số âm. Để đo độ to của âm thì người ta dùng đơn vị có tên gọi là decibel. Các em đọc là decibel. Ký hiệu bằng chữ D nhỏ và chữ D lớn. Nha, ký hiệu này chính là đơn vị đo độ to của âm. Trong cuộc sống hàng ngày, các em nghe được rất nhiều các âm thanh truyền tới tai của các em với mức độ to nhỏ khác nhau. Nhưng mà các em không biết được cái độ to nhỏ đấy có giá trị là bao nhiêu decibel. Vậy để biết chính xác những âm thanh đó có độ to nhỏ là bao nhiêu decibel, ta phải dùng máy để đo độ to của âm. Đây, các em nhìn lên màn hình đây. Đây là các loại máy nhé. Máy này dùng để đo độ to của âm. Độ to của âm, người ta còn gọi đó là độ mạnh của âm. Và sau đây, các em hãy cùng cô xem một số độ mạnh của âm thanh quen thuộc trong cuộc sống nhé.
tiếng động cơ phản lực ở cách mặt đất 4 mét thì có giá trị độ to của âm là 130 decibel. Và người ta quy ước đây chính là ngưỡng đau làm tai nhức và có thể bị điếc. Về ứng dụng thực tế, khi mà âm thanh quá to các em nhé, thì các em sẽ thấy có cảm giác đau ở trong tai. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể gây ảnh hưởng làm suy giảm thính giác tạm thời hoặc vĩnh viễn. Khi đó, ta phải tìm cách tránh hoặc giảm tiếp xúc, giảm độ to của nguồn âm truyền đến tai. Vì vậy mà một số nhân viên hàng không, khi làm việc gần các máy bay có tiếng động cơ rất lớn, họ phải đeo các dụng cụ bảo vệ tai. Em quan sát kỹ ở đây này. Đấy, khi người ta làm việc ở những nơi mà có độ to của âm thanh như thế này, thì người ta thường có cái dụng cụ để bảo vệ tai. Em biết là tai ta nghe được các tiếng động xung quanh vì âm được truyền bởi không khí đến tai làm cho màng nhĩ dao động. Và dao động này được truyền qua các bộ phận bên trong tai, tạo ra tín hiệu truyền lên não giúp ta cảm nhận được âm thanh. Màng nhĩ dao động với biên độ càng lớn, ta nghe được âm thanh càng to. Và âm truyền đến tai có độ to quá lớn có thể làm thủng màng nhĩ. Vậy, trong nhiều trường hợp, kem cần phải chú ý bảo vệ tai. Chúng ta có thể bảo vệ tai bằng cách là gì đây? Nếu mà chúng ta nghe thấy âm thanh quá lớn nhá, thì kem có thể dùng bông này. Chúng ta sẽ nhét vào lỗ tai nhá. Hoặc là chúng ta có thể dùng các dụng cụ khác nhá, miễn là chúng ta bảo vệ nó để tránh lại cái tiếng ồn này. Và bây giờ chúng ta sẽ vận dụng toàn bộ kiến thức của bài học này để trả lời cho cô các câu hỏi trong phần vận dụng. Câu hỏi C4. Khi gảy mạnh vào một sợi dây đàn, cho cô biết tiếng đàn sẽ to hay nhỏ, tại sao? Bây giờ các em có cái đàn trong tay, được chưa? Khi các em gảy mạnh vào một sợi dây thôi các em nhé. Rồi bây giờ trả lời cho cô, tiếng đàn này sẽ to hay nhỏ? Dễ dàng chúng ta sẽ trả lời được luôn, đúng không? Tiếng đàn này sẽ phát ra to. Vì sao nó to? Vì nó gì? Có biên độ dao động lớn nhá. Đấy, chúng ta chỉ trả lời như vậy thôi. Câu C5. Hãy so sánh biên độ dao động của điểm giữa sợi dây đàn. Điểm giữa của sợi dây đàn chính là điểm M trong hai trường hợp. Trường hợp 1, đây các em quan sát hình thứ nhất. Trường hợp 2 chính là hình thứ hai. Vị trí mà cô dùng đất đất này chính là vị trí cân bằng nhé. Còn khi mà cô kéo nó lệch ra khỏi vị trí cân bằng ở trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai, bây giờ các em sẽ so sánh cho cô biên độ dao động trong hai trường hợp này. Đây chính là biên độ dao động đấy nhá. Rồi thì các em thấy là ở trường hợp thứ hai này sợi dây đàn nó lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn, đúng không? Chứng tỏ là biên độ dao động của nó sẽ lớn hơn. Còn trường hợp thứ nhất, biên độ dao động sẽ nhỏ hơn. Câu hỏi cuối cùng, khi máy thu thanh phát ra âm to, âm nhỏ thì biên độ dao động của màng loa khác nhau như thế nào? Rồi, cô giới thiệu cho các bạn ở đây, trên cái loa này có một bộ phận, đây chính là cái màng loa, cô đang chỉ cái mũi tên vào. Khi mà máy thu thanh này phát ra âm to, âm nhỏ thì các em có thể so sánh cho cô cái biên độ dao động của màng loa được không? Thì chúng ta sẽ thấy ngay là khi nó phát ra âm to thì biên độ dao động của màng loa này sẽ lớn. Còn khi nó phát ra âm nhỏ thì biên độ dao động của màng loa sẽ gì? Sẽ nhỏ. Khi các em sử dụng máy phát thanh thì các em cần phải biết cái chốt để điều chỉnh cái độ to của âm. Đó chính là chốt volume. Lưu ý này, khi các em mở nhạc, TV hay là chuông điện thoại thì các em phải điều chỉnh âm lượng hay còn gọi là độ to của âm một cách vừa phải, tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và trên đây là toàn bộ những nội dung của bài học hôm nay. Yêu cầu chúng ta phải về nhà chúng ta sẽ học cho cô nhé. Và làm cho cô một số bài tập, bài 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, trang 13 sách bài tập. Và chuẩn bị tiếp cho cô tiết học tiếp theo, đó là bài môi trường truyền âm. Và trả lời cho cô trước nhé. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô câu hỏi đó là âm thanh có thể truyền qua các môi trường nào. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo.